Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện nhé. Video hôm nay xin chia sẻ đến các bạn một số cái món đồ chơi làm thuyền calo RC các bạn nhé. Các loại chân vịt bé đến chân vịt lớn này. Đây, cái loại này loại cánh 30 này. Cánh 30 của nó là sử dụng là trục 3 mm này. Con này là cánh to hơn này. Cánh này cánh 47 này. Cánh 47 sử dụng là trục 4 mm các bạn nhé. Đây, rất là nhiều cái loại khác nhau này. Cánh này cánh 42 này. Cánh 42 này thì nó vặn ren thẳng vào cái cánh chân vịt này luôn này. Đây cũng là cánh 47 này. Rất là nhỏ nhẹ. Đây là 57 này. Đường kính 57 đấy. Này, đường kính 57 này, đường kính 57 là sử dụng trục 4 mm này. Và đây là cái loại ba cánh 70 này, sử dụng trục 5 mm này. Đây là cái cánh này, là cánh 100 này, sử dụng cái cánh này là cánh 100 trục 5 mm này. Còn cái cánh đồng này là trục 6 mm này, chân vịt cánh đồng này. Thì cách lắp trục của nó thì rất là đơn giản thôi. Nó có một cái trục tròn trơn như thế này. Đấy, các bạn cắm cái con khớp cài đây này. Khớp nó có cái con chốt vít đây. Đấy, cái con vít này. Các bạn cài nó vào đây. Sau đó các bạn siết vào đây. Và cái khe cài này nó sẽ cài vào với này cái cánh của cái chân vịt này. Đấy. Bạn siết ốc lại là được. Đây, nó như cái con hoàn chỉnh này. Hiện tại thì mình có cái trục này là trục 5 mm. Trục 5 mm này có thể dùng cho cánh 100, cánh 70 và cánh 57, cánh 47 là đều được dùng được cho cái trục 5 mm. Chân vịt đồng này thì nhỏ hơn, thì chân vịt này nó khoảng 70 này, thì nó dùng trục 6 mm, chân vịt hai cánh. Còn những cái chân nhỏ tí tí này nó dùng trục 3 mm này. Các bạn làm thuyền điều khiển từ xa này, calo, hoặc là đây những cái khớp của nó này, cái khớp to này là khớp 6 này, trục 6 này. Đấy, cái khớp này là khớp trục 4 này, trục 5 này. Còn cái nhỏ này là trục 3 mm này. Đấy, nó có cái phe cài đây. Ngoài ra thì có những cái dòng động cơ trực tiếp có thể rúng chìm xuống dưới nước được, như cái con này. Con này là đường kính 90 này. Con này là đường kính 70 này. Và con này là đường kính 65 này. Những cái bọn này là động cơ 3 pha các bạn nhé. Và nó chịu được dưới nước luôn. Cái dòng này là dòng động cơ có thể ngâm dưới nước. Đấy. Nó như dạng động cơ phản lực đấy. Các bạn có thể chuyến thuyền calo các thứ đều được. Nó rất là tiện lợi. Mấy cái đồ chân vịt cánh nhựa này nó rất là rẻ thôi. Mình lấy về mình chơi, mình thừa nhiều cho nên là mình share lại cho các bạn với cái giá nhập thôi. Thì các bạn cần những cái loại cánh nhỏ hay cánh to là thì lấy thì mình sẽ share lại cho các bạn. Thì cái này thì nó rẻ cho nên là nếu mà ship không ấy, thì tiền ship nó sẽ nhiều hơn cả tiền hàng. Còn những cái loại này nó đắt này. Đấy, các bạn kết hợp với này bộ điều khiển từ xa TX-RX nữa là các bạn có thể có những cái mô hình thuyền hay là calo để các bạn chơi thoải mái.
video mình giới thiệu sơ sơ vậy thôi. Cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn cần cái món nào có thể comment hoặc là chat trực tiếp với mình qua Zalo 0983 818 955. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình.